Sam, cú đi. Hà Sam ơi, Hà Sam, dậy. Sao anh gọi em dậy giờ này? Ở đây là ở đâu? Anh có rồi. Anh không biết đâu. Anh vừa ngủ dậy, anh thấy mình ở trên chỗ này luôn. Mấy hoàng bắt ngang luôn, nhìn này. Đảo hoàng, anh có rồi. Gọi cú đi dậy đã. Ui giời ơi. Cú đi. Dậy. Dậy đi. Dậy. Chúng mình đang ở trên đảo hoang rồi, dậy đi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Anh không biết chỗ này là chỗ nào luôn, giọng mênh mông bắt ngang luôn. Ui anh có nói. Trước khi bọn em dậy, anh đã chạy khắp khu này rồi, nhưng mà ở đây toàn cỏ với cát thôi, không có một cái gì cả, không có một bóng người nào luôn. Bây giờ làm thế nào mà về được nhà bây giờ đây? Rồi anh ơi. Bây giờ em nghĩ quan trọng nhất ấy là làm nào để sống sót ở đây á. Thì tìm đồ ăn thôi, đúng không? Nhưng mà anh bảo là ở đây toàn cát trắng thì lấy đâu ra đồ ăn? Thế thì mới là khó. Hay là bây giờ chia nhau ra đi tìm xem được cái gì không? Anh nghĩ là phải đi cùng nhau. Đúng. Nếu mà chia nhau ra lạc nhau thì còn tìm ốm. Đúng, phải đi cùng nhau. Bây giờ chúng mình thử sang bên này xem có đồ ăn gì không. Vâng. Đi. Anh ơi, ở đây ấy, toàn là cát như thế này ấy, lại còn có cỏ đây nữa, thì lấy đâu ra đồ ăn? Đã là cát này ăn được thì tốt biết bao nhỉ. Ôi thế thì không còn một tí cát nào đúng ở đây rồi. Luôn ấy. Anh nghĩ bây giờ chúng mình phải tìm chỗ nào có nguồn nước để uống nước đã. Anh khát nước quá rồi Hà Tham ơi. Em cũng thấy khát nước anh ạ. Sau một đêm ngủ dậy chúng mình đã bị lạc ở đảo hoang các bạn ạ. Và bây giờ đang đi tìm đồ ăn thức uống để có thể sống sót được và tìm người đưa chúng mình về đất liền nha các bạn nha. Nhưng mà ở trên cái đảo hoang này không có một cái gì ăn luôn, tìm từ nãy đến giờ rồi. Nhanh lên các em ơi. Ui, ở đây có cây táo này anh có đợi. Cây táo Hà Tham xem có quả không? Các bạn ơi, hình như cây táo này nó hơi bé thì phải ấy. Không thấy có quả nào cả. Đây, có cây nữa này. Ừ, cây đấy nó còn bé hơn anh ạ. Em ơi, cây này á. Đây là táo dại thôi, chắc không có quả đâu. Đây, Hà Tham ơi. Dạ. Đây. Đây. Mình sẽ xem có nước đọng ở trên cây hoa này, mình sẽ uống nước trước. Em nhìn thấy một cái lưới anh ơi. Ui, ở đây có cái lưới nó dạt vào các bạn ơi. Cái lưới này tí. Ôi, lưới mục rồi, tách rồi. Lưới này nó bị đứt rồi. Ôi, ở đây còn có cả bóp ít này. Đâu? Đây. Đâu? Wow, bóp ít luôn. Đây. Đúng bóp ít không? Không. Đâu? Đây, anh dí ra sao này? Ôi, nhìn này. Ui, bóp ít của anh cậu đỡ. Nhìn như tổ ong, nhìn ghê quá. Ui, tách rồi. Ê. Eo. Thôi đi tìm đồ ăn thức uống thôi chứ. Chơi thế này tí nước khát nước chúng mình sẽ đói mất. Đảo hoang này xung quanh toàn là cát. Nhiệt độ càng ngày càng tăng. Sinh tồn ở đây ấy, cực kỳ là khó khăn và vất vả các bạn ơi. Vấn đề là bây giờ chúng mình phải tìm nước thật là nhanh, bởi vì cơ thể của chúng mình ấy đang dần dần bị mất nước. Hà Sam ơi, nước đây, cẩn thận. Ui, còn có cả cái chai gì đây, nhưng mà chai này cũ kỹ lắm rồi, anh, nhưng mà mình vẫn tận dụng được, biết đâu làm gì làm, để đây đã. Làm sao? Nước mặn lắm Hà Sam ạ. Thì nước biển không mặn mới lạ đấy, đang khát nước mà tự nhiên lại tìm tới nước nhưng mà lại là nước biển. Thôi đi. Hà Sam. Cái gì đấy? Dừa. Nhưng mà cái dừa này người ta bỏ rồi, trôi dạt vào đây. Không biết là có cái gì trong không. Không, thôi biết được cứ cầm về xem. Ui, toàn rác không các bạn ạ, cứ tưởng là có cái gì ăn được. Ui, có cả con thì chết đấy. Con đi. Quả dừa này giống quả dừa cậu này. Có nước. Em lắc lên đây nhé, có nước nè. Như này. Có nước rồi, về thôi. Chạy em với Hà Sam không lấy nhiều mà lấy có hai quả. Có đâu mà lấy anh. Người ta chắc người ta vứt ở dưới sông, nó trôi dạt vào bờ thì nhìn thấy hai quả thôi chứ. Tí nữa uống xong anh lại ra tìm tiếp. Nếu mà có nước. Sống rồi các bạn ạ. Anh ơi, nãy em lắc cái quả này là có nước đấy. Ôi, nhiều nước lắm. Quả này không biết có gì không anh ạ. Em vớt ở dưới sông nên này. Quả này cũng ở dưới sông à? Quả này là ở trên bờ anh ạ. Có cái mắt của nó. Lần trước ấy phải lấy cái đũa chọc vào đây này thì nó mới ra nước anh ạ. Nhưng mà ở đây làm gì có đũa. Thế thì mình lấy cái que nào. Để em đi kiếm que cho. Anh lấy răng của anh cắn cho nhanh. Cắn à? Kéo gãy răng anh ơi. Thôi quẩn gãy răng.
Anh bận đầu của con đi phải. Quả dừa này nó cứng lắm chứ anh. À đây, em bóc được rồi. Ủa ơi, khéo vào tay anh ơi, khéo vào tay. Được không? Ui. Thôi 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 anh ạ, nó cứng lắm. Gần được rồi, gần được rồi. Đây, ui, anh thấy lõi lõi ở trong rồi. Lõi á? À. Đây, đây. À, à, có nước ra, ra rồi, ơi, rồi, ra rồi, ra rồi, ra rồi. Trong hai lỗ thôi anh ạ. Trong hai lỗ thế anh độc luôn lỗ này nhá. Ra không anh? Một lỗ là đã ra nước rồi, hút mạnh lên. Đây, đây, đây. Đây, anh. Đây này. Ấy, à, anh ơi, đây. Phí, 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 phí. Cẩn thận rớt hết ra ngoài, phí lắm mà sao ơi. Ui, ui, đã khác hẳn luôn anh ạ. Và anh nên nhớ là mồm em không phải to luôn ấy. Quân líp, đập nốt quả này đi. Rồi, quân líp ơi, đập nhá. Nước uống thì đã được giải quyết rồi các bạn ơi. Thôi anh uống rồi, anh đừng. Anh uống ít thôi, anh uống nhiều thế. Anh mới uống có một ít thôi mà. Anh đi uống hết, gần hết quả. Các bạn ơi, nước uống thì đã được giải quyết ngay lập tức rồi. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề cần thiết ấy, đó chính là thực phẩm. Không có thực thì không vực được đạo. Đúng. Bây giờ rồi, chúng mình phải đi tìm thực phẩm thôi anh Cấu Đỏ ơi. Anh có ý tưởng gì không? Thì bây giờ chúng mình đi tìm đồ ăn thôi. Tìm thật nhiều đồ ăn vào thì mới có cơ hội sống sót ở đây chứ. Tại vì ở đây đảo hoang này biết bao giờ có người đến cứu, đúng không? Đúng rồi. Thì em biết là thế rồi. Nhưng mà các bạn ơi, mình để ý là trên cái bãi cát này tuy là cát nhưng mà không chỉ mình cát mà còn có cả cây. Chứng tỏ là ở đây cây vẫn phát triển được. Chắc chắn là sẽ có cái cây mà mình có thể ăn được. Anh nghĩ thế không? Thế thì bây giờ ba anh em mình đi tìm xem là có cái gì có thể ăn được thì chúng mình sẽ lấy và chất đầy thành một đống một nhà luôn. Để khi nào có người đến cứu mà chúng mình vẫn no đủ để về được. Được không? Rồi đi anh ơi. Có một cái dây này sẽ làm nên chuyện đấy các bạn ơi. Anh có đợi anh định làm gì đây? Anh sẽ làm một cái để phi cá hả sao ạ? À, phi lao cá. Ui, con đi cầm, cầm bên rồi, này. Rồi, để em. Kéo, kéo. Nào. Anh nhặt được cái dây ở đâu ấy? Nhặt ở dưới ven biển. Biển. Ui. Em sợ bà rối của anh rồi. Lại đổ cho em. Anh làm không nên thân vậy. Thôi em nghĩ là bây giờ chúng mình phải luôn luôn giữ bình tĩnh. Nào, nào. Sẵn đi ạ. Buộc vào đây. Buộc cho anh vào tay. À, buộc vào tay anh. Rồi. Sau đó anh phi nó đỡ bay đi đúng không? Sao em biết? À, chồng mình ghê nhỉ. Đi. Ui dồi, buộc thế à? Buộc chặt vào. Buộc thế cá nó lại kéo anh ra biển nó luôn đấy. Từ nãy đến giờ không bắt được con cá nào các bạn ạ. Cá đây toàn cá bé thôi mà cái phi của mình to quá các bạn ơi. Lên cá chạy hết rồi. Chắc mà mình phải đi tìm cái đồ ăn khác thôi chứ cá này khó kiếm lắm. Các bạn ơi, có cái hang gì ở trong này ấy? Nhìn mà xem. Có thể nó là hang chuột. Cũng có thể là hang rắn. Nhưng mà tôi nghĩ hang chuột hơn ấy. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ đào cái hang này lên nhá. Nào. Biết đâu bắt được con gì rồi chúng mình làm thịt luôn. Được, để tôi đào cho. Ôi, hang này hơi bị sâu ấy. Nhưng mà nếu mà là rắn là tôi chạy mất luôn. Bị sâu quá. Sâu quá, ui cái hang này quá sâu luôn ấy. Sâu quá. Ui, cửa sâu lại càng ngày càng rộng hay sao ấy. Ui, ui ngách bên này hả Sam ạ? Ngách bên này sâu hoắm luôn đây. Ngụt cả cái que luôn đây. Ôi. Wow, sâu hoắm luôn. Ê, chắc nó phải ăn tít tít lên trên kia kìa hả Sam ạ? Thử đào bên trong xem. Thấy gì
không? Thấy gì không? Chả thấy gì à Sam ạ? Ui ui, cái gì đây? Cái gì đây? Ui ui ui. Bạn à? Ôi, không phải, là cái củ gì ấy? Củ gì ạ? Củ này. Bị chuột nó gặm rồi này. Chắc là chuột nó tha vào đây Hà Sam ạ. Ui, chuột nó gặm này tả tơi các bạn ơi. Thôi được, ăn được Hà Sam ạ, cầm về. Nếu mà chuột ăn được chắc chắn là củ này không có độc. Có lương thực rồi. Thế có đà chuột nữa không? Thôi, có đồ ăn được đà chuột làm gì. Hà Sam ơi, có cái hang nữa. Ui, hang. Ui, hang to quá Hà Sam ơi, đào không? Đào. Đào nhá. Nhưng mà hình như là cái hang này nó bé hơn cái hang đấy. Biết đâu lại có củ khoai hay củ gì đấy. Nó cắt vào. Ui ui ui, con đi về. Bên kia hình như cũng có hang nữa này. Ui. Hay là hang này là hang thông? Ui đây có hang nữa. Ui to đây. Ui. Hình như cái hang này với cái hang này nó là một. Đúng rồi. Èo ơi, hang thông này đây thì lấy đâu ra mà có con chuột đây, là có cái gì trong này? Mình nào bên kia chuột nó chạy sang bên này thì mất rồi. Cái củ như thế này mà Hà Sam với con Híp không biết là củ gì á. Anh nhìn cái là anh biết ngay rồi. Củ khoai lang chứ còn củ gì nữa. Khoai lang á? Đây là củ khoai lang à, đúng không các bạn? Đây. Ăn được không anh? Để anh ấy ra cho em. Em cứ tưởng củ khoai lang nó phải bé bé cơ, anh ở nó to thế. Lại còn hỏi củ khoai lang có ăn được không? Củ này không ăn được đâu, chỉ có anh ăn thôi. Còn à, chứ còn lâu. Bạn ơi, chuột ăn được, chắc chắn người ăn được nha. Mình sẽ bỏ cái chỗ mà vết chuột cắn này đi khỏi bị dì khạch ấy. À, dì khạch cơ. Nói chung là phải sạch sẽ. Đây này, chuột cắn này, rất nhiều vết chuột cắn luôn. Ngon không anh? Ăn ngon không anh? Chắc ngon. Cũng ngon, nhưng mà hơi cứng. Cứng á? Khoai lang cứng là phải rồi. Để anh bổ đôi ra cho mới. Em một nửa nha. Ê. Ui, cẩn thận đấy anh ơi. Được chưa anh? Ê, ê. Ui, phí à. Ngon, các bạn ơi. Từ giá đến bây giờ mới được ăn một cái đồ vào bụng rồi các bạn ạ. Mấy ăn gì cũng ngon đúng không? Em đó là em thấy cái củ này cũng ngon ấy. Ăn nó cũng hơi mát mát, ngọt ngọt này. Nó gọi là hơi ngang ngang một xíu xíu thôi nhưng mà cũng ngọt ngọt nhỉ. Khoai lang này mà nướng thì ngon lắm, hay bây giờ anh em mình tạo lửa nướng đi. Được không? Được không? Sử dụng ấy, những cái vỏ mà của cái lõi cây dừa ấy các bạn. Đây, bây giờ nó đã rất đã là khô rồi. Thế nên là chúng mình đã quyết định là sử dụng nó chúng để làm lửa các bạn nhá. Sinh tồn trong rừng chúng mình cũng đã làm thử một lần rồi và đã thành công các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại ở đây thì không biết là nó có bị ẩm không ấy. Tại vì ở đây nếu mà để kiếm được đồ khô mà để cháy thì cực kỳ khó các bạn ạ. Hầu như là nó sẽ là tươi. Cố lên anh, cố lên anh. Bốc khói rồi sao ấy? Ui. Phải không anh? Cái đây là tạo ma sát để nó khói. Tạo lửa các bạn nha. Mở tay lắm rồi, cô đi mà thay anh đi. Cố lên. Ôi, nghe tiếng kép 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 kép. Cố lên để nướng khoai để ăn khoai. Đi lên nướng khoai nướng lại, lại có sức kìa, có động lực kìa. Chưa ăn được anh cũng đó. Ê, đây, đây. Cái gì? Ui, 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 có phải có lửa không? Đấy em thổi cho. Chắc mình có lửa, ui, có khói. Có khói lên được các bạn ơi. Ôi dồi ôi, nhưng mà không biết có lửa được không ơi. Có khói. Đây này Hà Sam ơi, lửa ở đây. Đâu? Ấy. Rồi, mình phải tắt chiêu từng tí con đấy bạn. Cố thổi lên đừng để tắt không. Lại phải quay một tiếng nữa. Có lên, ui mình thấy có khói. Wow, càng ngày càng khói lên rồi này. Ở góc độ này các bạn có nhìn thấy rõ không? Có khói rồi, yeah. Sướng quá các bạn ơi. Sau một hồi mà hì hục. Ôi ơi, thổi thì cuối cùng nó đã có khói nhiều rồi các bạn ơi. Mà không biết có lên được không ấy.
này nó không có oxy nên nó không 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 bùng thành lửa được nhỉ? Lên được, hạ thang lên được. Cho vào, cho quẹt. Không phải là mà cái cùi dừa này hơi bị đúng ướt. Nói ấy, cái cùi dừa này mình nhặt được ở dưới sông mà. Lên rồi, có lửa rồi. Đây, anh vừa nhặt được một cái sáp ong ở kia, cho cái này vào đốt này. Nào, sáp ong hả anh? Cho xuống dưới. Không phải sáp ong hay sao, đây như là cái mút xốp trôi dạt vào anh sao. Nhưng mà sao mút xốp mà bây giờ tự nhiên nó lại khô như thế này nhỉ? Thì ở trên này nắng với gió nhiều ấy. Ui khói này. Wow, có lửa rồi các bạn ơi, em thấy cháy rồi kìa, em thấy cháy rồi. Wow. Đi kiếm những củ đi con ít rồi. Ui. Còn có nửa củ khoai cũng bắt bếp các bạn ơi. Đây, nửa củ khoai gặm như chuột gặm. Đây, còn lửa đã lên rồi các bạn nha. Nếu mà có lửa thì là chúng mình sẽ yên tâm là không lo là thứ nhất là ánh sáng đúng không anh? Tối không lo là không có ánh sáng này. Cái thứ hai là không lo là đồ ăn là sẽ không được nấu chín. Đấy, qua đêm ở đây an toàn rồi. An toàn rồi. Anh nhìn thấy có một cây có khả năng là có củ đấy, để anh đào xem nhá. Giống cây của lá khoai lang đúng không anh? Không, lá khoai lang là khác mà. Ui, củ đâu? Ui anh ơi, củ này ăn đâu? Cực kỳ mát luôn, cực kỳ mát. Chứng tỏ là ở chỗ này là sẽ có củ đâu. Hay là trên đảo hoang này có người trồng củ này nhỉ? Không phải đâu, em nghĩ là hạt nó rơi ra đây. Đây, một cây nữa, tao ơi. Đây, đúng rồi các bạn ơi. Đào đi anh ơi. Wow. Củ đây này, Hà Thao ơi. Củ này hơi bị to. Đây này, ui, sâu. Củ này hơi bị sâu luôn đấy. Hai củ rồi. Thôi anh mang về anh ăn đây. Từ đã, phải tìm nữa chứ. Biết đâu còn có củ nào nữa đúng không các bạn? Đây. Ở đây có một cây nữa này. Cái cây này giờ khá giống với lại củ nãy. Mình sẽ đào không các bạn nha. Phải không nhỉ? Đây rồi các bạn ơi. Ôi, nhìn này. Đây. Yeah. Wow, trắng tinh. Trắng không? Trắng. Chắc ăn ngọt lắm anh ạ. Đang khát nước con híp nhỉ. Anh cắt trước bên này theo tí anh cho con híp ăn sau nhá. Rồi. Cắn đi mà cắn miếng to. Ngọt lắm luôn các bạn. Con điếp em ăn ở chỗ này đi. Nào. Ngọt. Rồi, ngọt đúng không? Ngon. Xà cha mà. Mát ơi, mát luôn. Cái củ này nhiều nước nhỉ. Đỡ khát nước. Chín rồi, chín khoai rồi đây anh em ơi. Anh em ạ. Chín khoai rồi các bạn ơi. Khoai rồi. Cháy rồi. Ấy, ui cháy rồi. Nóng đấy anh ạ. Nóng mà. Wow. Thơm. Anh cắm cái này vào đây. Ấy, chín rồi. Ấy. Ui, thấy chưa? Anh thấy rồi. Ui. Mang vào đây. Ui. Ui. Con híp. Xử lý cho anh, bỏ ra mà. Nóng đấy. Wow, cẩn thận. Ngon lắm các bạn ơi. Ui. Ngon lắm. Đây. Ui, nóng. Ui, chín rồi. Con híp ăn rồi. Ui. Ngon không, con híp? Ngon. Ui, anh đố đỏ ngon không? Ngon lắm các bạn ơi, nhiều tinh bột thế này ăn no căng bụng luôn. Ui, nhìn mà vắt tèm luôn ấy. Bà. Ôi trời, mình vừa ăn củ đậu xong. Nhìn các bạn ơi, nhìn này. Ôi trời ơi, con híp à. Gì? Quay mặt lên đây xem nào. Mày ăn quá đấy. Ui. Nhưng mà tí rửa. Ham ăn quá các bạn ạ. Bóc sạch sẽ rồi. Các bạn ơi, từ phía xa kia ấy, mình nhìn thấy có một cái lều. Chắc chắn là bên đấy có người. Chắc chắn là ngoài trên đảo hoang này, ngoài mình và anh có đỏ cùng con híp, chắc chắn là sẽ có người các bạn ơi. Tại vì mình nhìn thấy cái lều ở đằng kia. Lều ở đằng kia các bạn. Đây này. Wow. Cái lều này dựng rất là thô sơ các bạn ạ. Chỉ buộc cố định ấy bằng những cái sợi dây mà
túi bóng ni lông các thứ thôi. Đây này, ở trên mái này thì là túi cái bao xi măng rồi tre buộc rất là lỏng ấy. Nhưng mà xung quanh đây thì mình lại không thấy ai. Không còn sự lựa chọn nào khác các bạn ạ. Tối nay chúng mình sẽ ngủ ở cái lều mà người ta đã dựng sẵn cho chúng mình ấy các bạn nhá. Chắc chắn là có người đến đây rồi và đã dựng cái lều này. Tối nay sẽ ngủ ở đây nhá các em nhá. Em hy vọng ấy, khi ngày mai khi mà em ngủ dậy thì sẽ cái chủ nhân mà đã dựng cái lều này sẽ đến đây. Nhưng mà cái lều này cũng như thế này rồi, chắc chắn là chủ nhân không ở đây rồi Hà Tam ạ. Có khi là cũng là một người bị lạc như chúng mình và dựng lên cái lều ở đấy. Thôi chúng mình cứ có chỗ ngủ là tốt rồi đã. Mình lạc ngoài đảo hoang, ai ngờ chỉ là giấc mơ.